Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, hiện nhiều loại bò thịt chất lượng cao như bò lai xin, bò ba b, bò Pháp Kem có giá lên đến 50 đến 62 triệu đồng một con với trọng lượng khoảng 450 đến 600 kg một con. Còn bò giống, loại bò con cỡ 6 đến 7 tháng tuổi cũng đang có giá khá cao từ 18 đến 25 triệu đồng một con, thậm chí cao hơn. Giá bò tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt bò ở mức cao và nguồn cung bò thịt đang có phần hạn chế vì các năm trước giá thấp, người dân giảm nuôi bò. Ngoài ra, một số loại dịch bệnh trên bò, nhất là bệnh lở mồm long móng cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến việc phát triển đàn bò tại nhiều địa phương. Theo đà tăng của giá bò thịt, giá bò giống cũng tăng đáng kể do người dân tìm bò giống để phát triển nuôi. Đặc biệt, trong tình hình giá nhiều loại thức ăn công nghiệp tăng cao, người dân đã chuyển đổi từ các loại vật nuôi vốn phụ thuộc chủ yếu vào thức ăn công nghiệp như heo, gà, vịt sang nuôi bò sử dụng rơm rạ và cỏ để giảm nhẹ chi phí tiền thức ăn và giảm rủi ro. Thời gian này, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Trong khi đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm, viêm da nổi cục trên châu bò vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát. Để bảo vệ đàn vật nuôi, các hộ chăn nuôi đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và ứng phó với nắng nóng. Những ngày nắng nóng, vật nuôi thường có biến đổi trong quá trình hấp thu, trao đổi chất. Việc ăn uống có nhiều thay đổi theo chiều hướng không tốt. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần tăng cường chế độ dinh dưỡng và bổ sung các loại khoáng, vitamin để nâng cao sức đề kháng cho gia súc, gia cầm. Đặc biệt, hàng ngày cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong và xung quanh khu vực chuồng nuôi, khu chăn thả, sân vận động cho châu bò. Đồng thời, cần giãn mật độ nuôi nhốt đối với gia súc, gia cầm để tạo sự thông thoáng và cân bằng dưỡng khí trong chuồng nuôi. Cùng với đó, các địa phương cần tập trung nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đào ao tích nước cho gia súc. Mặt khác, cần hướng dẫn người dân chăm sóc gia súc, gia cầm trong điều kiện khô hạn, tiết kiệm nước, chuẩn bị thức ăn, nước uống cho đàn gia súc, gia cầm. Đặc biệt, cần tăng cường khẩu phần ăn xanh, rau cỏ tươi, củ quả, tăng cường khẩu phần đạm, giảm tinh bột, mỡ, đường trong khẩu phần đối với từng loại vật nuôi. Vụ đông xuân 2020-2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Nhờ đó, vụ sản xuất này đã thắng lợi kỷ lục về năng suất, sản lượng, giá trị. Lợi nhuận tăng do diện tích giống lúa chất lượng cao được mở rộng và chi phí sản xuất giảm. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần ổn định về kinh tế, xã hội. Tổng diện tích gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 là 1,086 triệu ha, giảm khoảng 12.000 ha so với vụ đông xuân 2019-2020. Diện tích gieo cấy giảm do chuyển đổi sang các loại cây rau màu và mục đích phi nông nghiệp. Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt khoảng 63,6 tạ một ha, tăng 1 tạ một ha so với vụ đông xuân năm trước. Sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ đông xuân 2020-2021 ước đạt 6,9 triệu tấn, tăng khoảng 34.000 tấn. Theo Cục Trồng trọt, từ nay đến cuối vụ, các địa phương cần tăng cường điều tra, dự tính dự báo, phát hiện chính xác kịp thời các đối tượng sâu bệnh, hại lúa, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo nông dân về kỹ thuật, biện pháp phòng trừ hữu hiệu cho từng đối tượng sâu bệnh như đạo ôn của bông, sâu đục thân, theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật. Với diện tích lúa đã chín, các địa phương huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, triển khai gieo cấy vụ hè thu và vụ lúa mùa đúng lịch, thời vụ theo phương án đã được xây dựng, đồng thời tạo quỹ đất cho sản xuất cây vụ đông.